Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Ốc Thanh Vân là một trong những bà mẹ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Cô kết hôn vào năm 2008 với ông xã Chí Rùa và hiện có ba nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu, con gái Cola và hai con trai Coca và Cacao. Trên trang Facebook cá nhân, nữ MC cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về gia đình. Mới đây nhất, mẹ Ốc bất ngờ khoe một tài lẻ vô cùng đặc biệt của con gái Cola. Cô viết, tôi đẻ ra toàn X-Men không đó trời ơi, chúng nó toàn làm những chuyện tôi không làm được và cũng ít phần trăm người trên thế giới làm được. Theo đó, Cola có thể uốn lưỡi thành hình hoa ba cánh. Đây là một khả năng vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Trang tin Brightside từng đăng tải thông tin. Một nghiên cứu khoa học cho biết, trong số những người có khả năng uốn lưỡi, chỉ có 63% người uốn lưỡi thành dạng ống, 14% có thể tách lưỡi làm đôi và chỉ khoảng 1% tạo được hình hoa lưỡi ba cánh. Lý do được các nhà nghiên cứu đưa ra là phần cơ bên trong lưỡi như cơ dọc, cơ dưới, cơ ngang hay cơ thẳng đứng có tác dụng chính là giữ hình dạng cho lưỡi. Những cơ này giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc nói, nuốt và ăn uống. Tuy nhiên, ở những cá nhân có khả năng đặc biệt, chính những cơ này mang lại cho họ khả năng uốn lưỡi thành những hình dạng độc đáo. Ngoài khả năng uốn lưỡi, Cola còn có thể nhấc một bên mí mắt tạo nếp gấp khá lạ kỳ, trong khi mí mắt bên kia vẫn bình thường. Nhiều người sau đó không khỏi trầm trồ, ồ á trước khả năng đặc biệt của con gái Ốc Thanh Vân. Được biết, trong cuộc sống hàng ngày, Cola luôn được mẹ tôn trọng sở thích, cá tính và nuôi dạy cực kỳ cẩn thận. Nói về chuyện dạy con, Ốc Thanh Vân từng được khen nức nở khi chia sẻ quan điểm đơn giản mà ý nghĩa của mình. Cụ thể, cô chia sẻ, sáng nào cũng vậy, nguyên tắc của vợ chồng mình, không bao giờ ngủ khi các con đã dậy, luôn đưa các con đi học và đón về. Trẻ con cần chúng ta trong mọi khoảnh khắc, đừng vì bận rộn mà quên mất bọn trẻ đã lớn lên mỗi ngày thế nào. Theo lời bà mẹ ba con, việc áp dụng những nguyên tắc trên giúp cho việc theo dõi con của cô trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, điều này tạo nên sự gắn kết, đặc biệt ở những mốc giai đoạn quan trọng trong sự trưởng thành của các bé. Với cách nuôi dạy con này, các bậc phụ huynh có thể đồng hành và hướng dẫn các con ăn học lẫn vui chơi. Lấy ví dụ cho phương pháp trên, nữ nghệ sĩ chia sẻ, nếu muốn con dậy sớm, bản thân các bậc phụ huynh phải dậy sớm hơn con. Hay như muốn con có tinh thần trách nhiệm, tự giác cao đối với công việc thì ba mẹ nên thể hiện trước điều đó để các bé có thể noi theo. Bên cạnh đó, dù bận rộn đến mấy, các bậc phụ huynh vẫn cần sắp xếp thời gian để đưa và đón con đi học về trong giai đoạn đầu của lứa tuổi học sinh. Hãy luôn thể hiện tình yêu thương dành cho con, trở thành bạn của con sẽ khiến trẻ cảm nhận được sự ấm áp này. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Tức Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Tin Tức Mới.